Đảng Cộng sản Việt Cộng đối với dân tộc Việt Nam, họ có tội rất là lớn. Ai ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là do các Mác hoàn thành để mà nhằm vô hiệu hóa chủ nghĩa tư bản ở trên toàn thế giới. Và sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt, thì đối tượng Lenin đã thành công trong cái việc thiết lập chế độ cộng sản ở tại nước Nga vào năm 1917. Kể từ đó thì coi như nước Nga bắt đầu phải nhân đôi lên và phải làm phát triển cái chế độ cộng sản quốc tế, nhất là sau đại chiến thế giới lần thứ hai và bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Và đương nhiên là thế giới chia làm hai bên rõ rồi, một là cộng sản, hai là tư bản. Cho nên hai khối tư bản và cộng sản đối nghịch nhau một cách không khoan nhượng. Phe của cộng sản quốc tế do Liên Xô cai trị, còn phe tư bản là do Hoa Kỳ dẫn đầu. Phe cộng sản thì nhằm đào mồ quốc mạc, chôn sống phe tư bản, tức là họ không chấp nhận những người giàu có, cái gì cũng là đưa vào tập thể hết để mà làm bá chủ thế giới. Cho nên cộng sản lúc đó mới trở thành phong trào cộng sản quốc tế. Và cho tới bây giờ cũng vậy, bất kỳ một nước nào mà theo chế độ cộng sản thì họ không chấp nhận những người dân giàu có, họ dụ cho làm ăn giàu có rồi họ cướp bất kỳ lúc nào. Quý vị thấy Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, Alibaba, Nguyễn Gia Thiệu, rất rất nhiều những người không biết là họ là con thiêu thân hay là họ ngây thơ tới mức độ đã quá tin Đảng Cộng sản. Không biết họ phải hiểu một điều, và tất cả những người đang sống ở Việt Nam cũng phải hiểu, chế độ cộng sản nào cũng là chủ trương chế độ độc tài chuyên chính. Họ giả bộ họ dùng là do giai cấp công nông lãnh đạo, nhưng mà sự thật là người của cộng sản không. Và đương nhiên giai cấp công nông là những người làm lụng, cho nên họ rất là căm thù những người giàu có, cho nên họ mới lợi dụng cái danh từ là giai cấp công nông để mà họ tìm cách để mà xét xử những người giàu có. Phải hiểu nó như vậy. Cho nên những ai mà giàu có mà nói rằng trời ơi tôi ở Việt Nam này sung sướng lắm, tôi không cần đi tư bản, ở Việt Nam này tôi sống nhàn hạ lắm, thì cứ sống đi. Bất kỳ chế độ cộng sản nào họ cũng chủ trương là cướp của người giàu để chia cho người nghèo, mà không phải là người dân nghèo đâu. Những người nghèo là xuất thân từ cộng sản, cho nên lấy của nhà giàu để chia cho người nghèo là nó xưa rồi. Bây giờ cướp của người giàu để mà xung vào công quyền. Chứ người dân Việt Nam tàn mạt, lụng bại, Đảng Cộng sản đã thực thu cả tỷ đồng có chia cho người dân nghèo đâu. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Cộng mà chia cho dân nghèo thì đâu có những thành phần mà đi ăn xin ăn mày ngoài đường phố. Như vậy, cái mỹ từ của cộng sản là lấy của người giàu chia cho người nghèo là lừa bịp. Lừa bịp trắng trợn. Khẩu hiệu mà đảng sẽ mang lại cơm no áo ấm cho toàn dân. Đảng sẽ cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Bây giờ 50 năm ở Việt Nam rồi, những gia đình, những đứa thế hệ sanh sau 75 tới bây giờ có thấy đảng đem cho mùa xuân đầy ước vọng không? Bây giờ thất nghiệp tràn lan, đèo nhau, kéo nhau lũ lượt tới về quê. Đảng có đem tới mùa xuân đầy ước vọng chưa? Cho nên chế độ Đảng Cộng sản Việt Cộng, họ chỉ có tuyên truyền và bịp bợm. Cho nên họ là khắc tinh của chế độ tư bản. Tư bản là họ minh bạch, họ rõ ràng. Còn Cộng sản là lừa bịp và dối trá. Cho nên tư bản và Cộng sản không thể ngồi chung lại được. Không thể. Một bên là trung thực, là minh bạch, là dân chủ, là tự do. Một bên là lừa dối, độc tài, láo khoét, bịp bợm, lưu manh. Thì làm sao mà đối đầu, làm sao mà ngồi chung được? Một bên là người ta tôn trọng cái mạng sống của con người, còn một bên thì xúi cho phải dùng cách mạng bạo lực để mà thực hiện được cái mục đích là gì? Là cướp chính quyền, để mà duy trì một chế độ độc tài, để mà ra cái điều 4 hiến pháp là trên đất nước Việt Nam chỉ duy nhất có một mình Đảng Cộng sản Việt Cộng được cai trị, đè đầu cởi cổ người dân. Bất kỳ một đảng phái nào đối lập sẽ bị tiêu trừ trong đất nước.
bất kỳ một đảng phái nào mà nhen nhóm ở Việt Nam cũng bị dập tắt từ trong cái nhóm lược. Chỉ cần leo lối thôi. Cho nên độc tài, độc đảng, độc quyền mà họ muốn làm như vậy là họ phải lấy nòng súng để họ... Cho nên đảng Cộng sản Việt Cộng họ dùng như vậy. Mà trước tiên họ thực hiện được cái phương châm đó là họ phải phá đi cái đạo đức của người dân. Thí dụ người dân sống phải tôn sư trọng đạo, phải kính trên nhường dưới, phải nghe lời những người mà đi trước, thì đảng Cộng sản làm đảo lộn càng khôn. Tức là đưa một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, mà chỉ cần đưa giáo điều của đảng thôi là coi thường những người mà sinh ra và những người sống với Cộng sản kinh nghiệm kể ra, thì sẽ bị những cái đối tượng nhỏ này coi như phản bác. Tức là vô luận viên đó. Đảng rất sợ những người có kinh nghiệm và hiểu đảng sẽ kể lại cho những tuổi trẻ nghe. Cho nên cái phương châm của họ là họ dùng nòng súng, nhà tù và cái sự mà kêu bằng hùa bay đan. Một người mà lên tiếng nói thì họ kéo đông người vào để mà áp đặt, để mà cho người đó khủng hoảng tinh thần, không biết mình đi đúng hay mình đi sai. Thấy đông người ào theo Cộng sản quá, đó là hiệu ứng đám đông mà. Cho nên đó là châm ngôn của đảng Cộng sản Việt Cộng. Đảng Cộng sản Việt Cộng chủ trương nó phải đông như vậy, phải có nhiều đám đông như vậy, thì nó mới vô hiệu hóa được những cái tư tưởng và những người nào mà nhìn ra được cái ác, cái độc của đảng Cộng sản Việt Cộng. Điều đặc biệt là họ phải vô hiệu hóa tôn giáo, bởi vì tôn giáo mà trong các Mác Lênin đã cho biết là một cái liều thuốc phiện. Nó làm cho con người phải tin tôn giáo một cách tuyệt đối, không nghi ngờ. Cho nên đảng Cộng sản Việt Cộng mới tìm cách làm sao vô hiệu hóa được tôn giáo là bằng cách phải nắm tôn giáo, rồi tự tạo ra cái vỏ bọc là quốc dân. Bởi vì đảng Cộng sản là những đối tượng, những con người vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Đối với họ chỉ có đảng phái là cha là mẹ, chỉ có các Mác. Cho nên họ hiểu được loài người mà sống ở những nước tư bản thì họ luôn luôn tin tưởng vào những cái đấng tối thượng là tôn giáo. Mà đã theo tôn giáo thì họ ăn hiền ở lành. Cho nên Cộng sản quốc tế họ không chấp nhận điều này. Bởi vì những người nào mà theo tôn giáo ăn hiền ở lành thì họ đâu thực hiện được tội ác của họ. Cho nên họ phải chống lại tôn giáo đầu tiên. Bởi vì tôn giáo, đâu có tôn giáo nào mà ủng hộ đảng Cộng sản cầm cái nòng súng để mà đi cướp đất của người dân đâu. Đâu có tôn giáo nào mà giải Cộng sản là khi bắt được người là phải hành quyết ở trong đồn công an đâu. Đâu có tôn giáo nào mà cổ vũ một chế độ độc tài để mà bóc lột sức lao động của người dân và nhồi sọ cho người dân những điều ác độc đâu. Không có tôn giáo nào mà chấp nhận để mà ca ngợi một cái đối tượng như là lãnh tụ bố tù ở trong nước đâu. Cho nên khi chế độ Cộng sản mà nó thành hình ở tại nước Nga, mà nó đổi tên luôn nước Nga là Liên Xô, thì người dân Nga sống trong cái thời xã hội chủ ngục của Liên Xô, của Xô Viết, đã từng sống trong cảnh nghèo khổ và bị áp bức tàn tệ dưới chế độ mà Cộng sản. Cho nên từ đó thì Nga mới là phô trương rộng ra cái chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng mà không ngờ là ở bên Á Đông, Trung Cộng, Việt Cộng, Campuchia, Lào, Miến Điện, hầu như là họ đều tham gia theo chế độ Cộng sản. Mà chế độ Cộng sản họ cũng không chấp nhận chế độ quân chủ luôn. Tức là không cần phải có vua có chúa, chỉ cần đảng phái là trên hết. Cho nên những chế độ vua chúa hoàng không quốc thích thì họ sẵn sàng đem ra để đấu tố. Họ chỉ thấy chủ trương để mà đấu tố những cái bậc mà kêu bằng là quân chủ giàu có, họ đều cho là những thành phần mà có tội với dân dân. Mà tội gì với dân dân? Thật sự ra những người người ta làm ăn đàng hoàng, người ta giàu có, tội lỗi gì? Nhưng mà đảng Cộng sản phải vẽ ra câu chuyện như vậy thì mới dễ cướp tài sản của họ. Cho nên đã nói là chủ nghĩa Cộng sản là coi như họ láo xược nè, họ lọc lừa nè, họ du khống nè, họ ghét tội nè. Cho nên nhờ như vậy mà đảng Cộng sản quốc tế hễ nhơn tới nước nào thì nước đó sẽ thành công. Giống như là Việt Cộng, khi mà đem cái chủ nghĩa Cộng sản vào thì sát hại người dân giàu có ở miền Bắc trong cái vụ cải cách ruộng đất. Chế độ Cộng sản quốc tế mà áp đặt vào Trung Cộng thì coi như là Trung Cộng đã bị thanh trừng trong cái vụ mà nhân dân giai phẩm trăm qua đua nợ của đối tượng Mao Trạch Đông. Cộng sản quốc tế mà vô tới Bắc Hàn thì quý vị thấy đời sống người dân Bắc Hàn bây giờ như thế nào. Cộng sản vô đất nước Chùa Tháp Campuchia, lúc Pol Pot lên sari Khmer Đỏ nắm quyền thì mạng sống, đời sống của người dân như thế nào. Cộng sản vào đất nước Venezuela
xứ sở của Hoa hậu mà quý vị thấy đời sống của Venezuela như thế nào. Nói nôm na chế độ cộng sản đi tới đâu là một thảm họa lông trời lở đất tới đó, mà không may cho dân tộc Việt Nam, xui rủi cho đất nước Việt Nam là để cho đảng cộng sản Việt Cộng hình thành và cai trị. Rồi từ đó họ nhơn lên, nhơn lên, nhơn lên. Hãy người dân nào sợ thì họ hù dọa, họ hăm dọa để phải đi theo họ. Còn người dân nào không sợ mà chống đối thì họ đem ra họ hành quyết tại chỗ để làm gương, để răn đe người khác. Cho nên từ đó cộng sản Việt Cộng bắt đầu mới là lớn mạnh ra. Và cho tới bây giờ hầu như là đảng cộng sản Việt Cộng bây giờ coi như là nắm đại quyền ở trong tay, coi người dân Việt Nam như rơm như rác. Chủ nghĩa cộng sản cũng không nhất thiết là phải làm rập khuôn theo mô hình của nước Nga, của Liên Xô. Tức là mỗi một nước sẽ có những cái riêng biệt của họ để mà họ giải quyết theo cái bối cảnh lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của mọi nước. Cái bất hạnh cho toàn dân tộc Việt Nam là những đối tượng cộng sản Việt Cộng đã cai trị và đã nắm được người dân ở trong tay. Và một khi mà đảng cộng sản Việt Cộng mà nắm được quyền thì coi như điều đầu tiên là họ phải tìm cách lấy của người giàu. Và cái chỉ tiêu của đảng cộng sản cướp của người giàu cho tới bây giờ cũng còn, quý vị thấy rồi đó. Những đại gia làm ăn với Việt Cộng họ không nói đâu, họ nuôi đi, họ nuôi cho no, họ nuôi cho béo, họ nuôi cho mập đúng tạ, rồi họ hốt. Họ cũng giả bộ, họ nấp dưới cái chiêu bài là tư bản, họ cho làm ăn tự do đi, nhưng mà khi giàu có quá rồi thì coi như họ bắt để họ tịch thu. Cho nên tại sao những người, người ta thấy được cái âm mưu của đảng cộng sản, người ta phải chống cộng sản để người ta bảo vệ thế giới tự do. Còn cộng sản thì phải chống thế giới tự do để được tồn tại. Cho nên cộng sản và tư bản sẽ không bao giờ ngồi chung với nhau. Cộng sản lúc nào cũng tìm cách để mà chống đối thế giới tư bản. Còn tư bản lúc nào cũng là chống cộng sản. Cho nên hai bên phải chống. Bởi vì một bên thì người ta làm ăn giàu có, của cải người ta có, người ta muốn giữ. Một bên thì muốn cướp tài sản của người ta. Cho nên đâu thể nào mà ngồi chung được. Làm ăn với tư bản, với cộng sản cũng vậy. Cộng sản thì chỉ có lợi dụng để mà gom tiền của người ta thôi. Chứ cộng sản thì không bao giờ làm được cái gì. Cho nên cái chiêu bài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự thật chỉ là lá bài bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Mà Việt Nam là một cái trường hợp điển hình. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hầu hết các nước thuộc địa ở Á Châu đều được độc lập, trao quyền độc lập. Và đa số chẳng theo một phe phái đảng nào. Cho nên đảng cộng sản Việt Cộng lợi dụng, cho nên ra đời cái đảng cộng sản để chi, để mà thao túng cái chiêu bài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ giải phóng dân tộc thành cái gì? Thành đối khổ. Thống nhất đất nước để bây giờ đảng độc quyền cai trị và lệ thuộc vào Trung Cộng. Mà Trung Cộng có phải tư bản không? Không, Trung Cộng vẫn là cộng sản. Như vậy thì đất nước Việt Nam sống với chế độ cộng sản mà quý vị không đối khổ, không nghèo cùng mới là chuyện lạ. Ai giàu một chút đỉnh thì coi như bị cướp liền, bị bắt liền. Đó là sự thật. Lisa nói như vậy, phân tích như vậy để mọi người thấy rõ được tại sao chế độ cộng sản mà họ không chấp nhận tôn giáo, tư bản và giá trị của người dân Việt Nam. Cho nên ai mà còn tin cộng sản mà còn ở lại Việt Nam, yêu mến quê hương thì ai không mến, nhưng mà quê hương mà đã có cộng sản cai trị thì không đi, thì ở lại thì cũng thân tàn ma dại. Nói vậy thôi, còn ai muốn ở là quyền của mọi người.